Xin kính chào quý vị và các bạn. Tôi là Lương Thị Huyền, hiện đang công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cẩm Giàng. Tôi rất thích đọc sách, đặc biệt là những cuốn sách có nội dung, ý nghĩa, truyền cảm hứng, đóng góp tích cực cho xã hội. Năm nay, khi biết đến cuộc thi tìm hiểu sách trực tuyến với chủ đề Sách và khát vọng cống hiến, tôi thực hiện video này với mong muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn một cuốn sách mà đã để lại cho tôi rất nhiều ấn tượng và cảm xúc. Cuốn sách mà tôi muốn nói đến ở đây có tên là Đứng dậy và bước đi của tác giả Nguyễn Hướng Dương, do nhà xuất bản Trẻ phát hành năm 2017. Nguyễn Hướng Dương sinh năm 1971 tại Sài Gòn. Bà là người sáng lập ra thư viện sách nói dành cho người mù đầu tiên của Việt Nam năm 1998. Đứng dậy và bước đi là một cuốn tự truyện đầy ý nghĩa, xúc động và chứa đựng nhiều kinh nghiệm sống quý báu, kể về chính cuộc đời của tác giả. Câu chuyện bắt đầu từ té ngã, nối tiếp bằng sự đứng dậy và bước đi để tự mình mở ra một thế giới. Năm cô 25 tuổi, cái tuổi đang là mùa xuân của đời thiếu nữ, cô gặp tai nạn giao thông khủng khiếp, làm đứt lìa và mất hẳn hai chân. Cô nằm trên bàn mổ suốt cả ngày, cách ly với người thân. Chỉ có bác sĩ điều dưỡng cùng cô chứng kiến thời khắc khủng khiếp này. Khoảng thời gian ấy là sự đầy ải khủng khiếp của cuộc đời cô. Nhưng nhờ có ánh sáng nghị lực chiếu soi, cô đã vượt qua các dằn vặt, mặc cảm, sầu khổ, cô đơn và tuyệt vọng. Cô đã đứng lên từ đôi chân què quặt và nỗi bất hạnh của bản thân. Bản thân cô là người trong cuộc, cô là nhân chứng sống cho cuộc đấu tranh bất diệt này. Cô đã phải trải qua sự thống khổ, nỗi đau thấu tâm can và tuyệt vọng để rồi tự đứng dậy trong lúc đấu tranh sinh tồn với ý thức. Với cô, việc vấp ngã trong cuộc sống là điều tốt, nhưng vấp ngã rồi đứng dậy và bước đi lại là điều tốt hơn. Mất một chi phần của cơ thể không có nghĩa là mất tất cả cuộc sống. Té ngã vài ba lần trong đời không phải là dấu chấm của cuối cuộc đời. Thế giới hạnh phúc luôn mở ra đối với ai biết tin vào tiềm năng nghị lực, nỗ lực của bản thân và kiên nhẫn. Với lòng kiên trì và trí tuệ, không gì là không thể làm được. Dù đời tôi có gặp bất cứ chuyện gì đi chăng nữa, tôi vẫn an nhiên chấp nhận tất cả. Tôi đã hiểu ra rằng hạnh phúc hay đau khổ đều là do tâm mình mà thôi, nên tôi quyết định chỉ đi tìm hạnh phúc ngay nơi tâm mình, không cầu gì ở bên ngoài, bởi lẽ tâm chính là nguồn suối của an lạc rồi. Cuộc sống vốn chẳng làm khó chúng ta được, chẳng có con đường nào là không thể đi, và cũng chẳng có ai ngăn được bước đi của ta, mà chỉ do ta có quyết tâm hay không mà thôi. Chông gai, trở ngại, hối hận, bi thương, vấp ngã tới thay đổi là những mảnh ghép của cuộc đời. Nhờ có chúng mà đời thêm màu sắc, nhờ có chúng mà ta thêm trưởng thành, và nhờ đó mà ta mới trở thành phiên bản hoàn thiện của chính mình trong tương lai tươi sáng. Vậy nên hãy chấp nhận hiện tại, hãy nhớ từng phút, từng giây mà cuộc sống ban tặng, vì chúng rất quý giá đối với chúng ta. Một cô gái chỉ mới 25 tuổi là lứa tuổi đẹp nhất của đời con gái. Thế nhưng người con gái ấy lại chẳng bao giờ có thể nhìn thấy đôi chân xinh đẹp của mình nữa, và cũng chẳng thể bao giờ bước đi như người khác. Nhưng vẫn còn đó, một Hướng Dương vẫn hướng về ánh nắng mặt trời để tận hưởng cuộc sống này. Đúng như cái tên của cô, Hướng Dương đã chấp cánh cho hàng nghìn người bất hạnh ở Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Cô là người sáng lập ra quỹ từ thiện sách nói cho người mù và thư viện sách nói dành cho người mù vào năm 1998. 18 năm tự chữa lành vết thương từ nghiệt ngã của số phận, cái tên Hướng Dương đã trở thành biểu tượng của nghị lực sống, là người thực hiện sứ mệnh cao cả vì hạnh phúc của người mù. Tập sách Đứng dậy và bước đi của Nguyễn Hướng Dương đã phản ánh sự tàn khốc của tai nạn mà con người phải trải qua. Từ đó, ta học được cách buông bỏ. Tôi chắc khi bạn đọc cuốn sách này cũng nghĩ như tôi, buông bỏ đi những sự cố trong quá khứ, những gánh nặng, những bất hạnh để đối diện với hiện tại, sống có ích. Qua thông điệp của câu chuyện, tôi cũng muốn gửi gắm và lan tỏa những điều tốt đẹp đến nơi tôi đang làm việc, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cẩm Giàng, và đặc biệt là tới tất cả mọi người xung quanh, sống có ích và cống hiến cho quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp và văn minh.